Hello, thân mến chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh channel của Kim Minh. Mình sẽ giới thiệu với tất cả mọi người một cái thiết bị mà Minh có đã từ lâu rồi. Từ lúc mà Minh còn ở bên Việt Nam á, là ông xã đã mua cho Minh một cái máy này rồi. Cách đây cũng 4 năm rồi và Minh rất ít xài, chỉ có đem cái máy ra chụp vài tấm hình rồi xong rồi up lên Facebook và để đó thôi. Có những lúc mình đi chơi mọi người là chỉ có lấy cái máy ra chụp hình up Facebook thôi, chứ không không có sử dụng quay video. Và ngày hôm nay thì mình bắt đầu là mình lục lọi đem cái máy này ra và thử làm vlog với cái máy này. Thì ngày bữa trước thì mình có đi chơi, thì mình có lấy cái máy ra mình quay, thì mình có nói với cái anh bạn của đi chung á, mình nói là mình có một cái máy gì đó mà để rất là lâu và không có xài, ngày hôm nay xài thử. Thì anh ấy có nhìn cái máy của mình và anh ấy nói là ô, cái máy này rất là tốt, hàng này mà tại sao em không chịu xài, có máy xịn gì mà không xài, xài máy này còn ngon máy của anh nữa đó mà tại sao không xài. Cái mình mới nói dạ đúng rồi, em mấy bữa em cũng có định là lấy cái máy ra xài, nhưng mà tại vì không có biết là chỉnh và ghép video trên cái laptop như thế nào, cho nên em không có sử dụng cái máy, cũng không có lôi cái máy ra và đi quay phim. Tại vì khi mà mình quay phim mà mình không up lên được, mình rất là khó chịu các bạn. Mình suy nghĩ tới cái máy của mình thì mình nghĩ là thôi mình sẽ khoe với tất cả mọi người để cho mọi người biết là cái thiết bị của mình có là như thế nào, và sắp tới là mình sẽ sử dụng nó vào vlog của mình. Thì những ngày trước thì mình có dự định là mua mua cái máy quay phim, nhưng mà tới khi á mình đưa cái máy này ra thì anh bạn anh khen, anh nói cái máy này quá trời tốt mà tại sao em không xài mà em còn đòi đi mua máy nữa. Thì máy này quay phim rất là đẹp, và cái máy nãy giờ mà mình nhắc đến đó mọi người á đó, và mình xin khoe dung mạo của nó đây mọi người. Đây nè các bạn, đây là cái máy Sony. Cái máy Sony và cái tên của cái dòng máy này là Net 5T. À, mọi người thấy không? Net 5T nè mọi người. Mọi người thấy rõ không? Đó, Sony. Cái dòng Sony và cái độ phân giải của nó là 16.1. Và cái bộ tự động của nó có cảm biến luôn các bạn. Pin là pin rời nha mọi người, pin rời và bộ nhớ cũng rời luôn. Từ lúc đầu mình định là mua cái máy, mua những cái máy khác thì nó là cái pin sạc, cái mình định mua cái máy quay phim nhỏ nhỏ đó, nhưng mà máy đó mình rất đắn đo suy nghĩ là mình không biết là có nên mua hay không, vì cái máy đó là cái bộ pin của nó là bộ pin dính liền trong máy, khi các bạn mà xài hết pin là các bạn phải để cái máy ở nhà và sạc. Còn đây là pin rời, thì ví dụ như mình khi mình sử dụng hết pin thì mình có thể mua vài cục pin mình xe cua, đến khi mình quay ra thoải mái rồi bắt đầu cái hết pin mình cứ thay đi vô thôi, mình không cần phải kiếm chỗ nào đó mà sạc pin. Thì cái mình mới nghĩ là ô, mình có cái máy như vậy mà tại sao mình không xài, bỏ rất là phí. Và mình có mua xe cua thêm những cái con chip này nữa các bạn, những cái USB với mọi người. Và cái độ phân giải bữa trước mình có coi cái trên cái cuốn tập á, nhưng mà bây giờ mình không nhớ rõ là bao nhiêu nữa. Thôi bây giờ mình sẽ cho mọi người xem sơ qua ha, nếu như ai mà rành máy thì sẽ hiểu được là trên thân máy này như thế nào á các bạn. Đây, mình sẽ cho các bạn xem. Rồi. Rồi, bà ở trước ống kính là như thế này các bạn, trước ống kính đây các bạn nhìn thấy rõ không? Đó, đây là những cái chỉ số của cái máy ha, nhưng mà mình không có nhớ là những cái chỉ số này là cái gì luôn, quên mất tiêu rồi. Và ở trên đây á là nó có một cái chỗ để mình cắm cái đèn LED các bạn, đây nè, đó, nơi đây là cái chỗ để mình cắm đèn LED. Thì mình sẽ gắn cái đèn LED vô cho các bạn xem. Thì đèn LED này nó rất là nhỏ, nếu như với cái nơi mà chụp hình mà nó thiếu độ ánh sáng á, thì có lẽ là cái LED này nó sẽ không có đủ để mình
làm cho cái bức tranh của mình đẹp hoặc là cái video của mình nó sẽ sáng hơn, nhưng mà nó nói chung là có hơn không đó các bạn. Đây ha, bây giờ mình sẽ bật lên. Ok, mình bật lên và mình thử máy cho các bạn xem ha. Thì đâu để mình nhá thử. Đó, các bạn thấy không? Đó là đây là cái bức bức hình mà mình mới chụp khi mà có đèn lát nữa các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy không? Và mình sẽ chụp một tấm hình, nếu như mình không muốn sử dụng đèn lát, mình sẽ bật cái này xuống. Ok. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem giữa hai tấm hình. Đây là tấm hình không có đèn lát. Và đây là tấm hình có đèn lát đó các bạn. Các bạn thấy nó sẽ lấy cái ánh sáng, nó sẽ gom lại một chỗ và nó làm cho nổi bật những cái vật thể ở gần mình nhất nè các bạn. Thấy đẹp không? Đó là cái này, khi mà thiếu ánh sáng á, thiếu ánh sáng thì mình sẽ có sử dụng cái đèn LED này cũng ok, rất là ok các bạn. Thấy đúng không? Đó. Rồi ở trên đây là nó là cảm biến các bạn. Thì các bạn có thể sử dụng, đây nó có kết nối wifi nữa nè, mà mình chưa biết sử dụng cái kết nối wifi này như thế nào. Thì để ngày hôm nào mình sẽ tìm cách mình khám phá trong cái máy này như thế nào. Thì trên đây có nó có những cái phần để chỉnh chỉnh thân máy các bạn. iOS nè các bạn, tốc độ máy nè các bạn. Rồi để mình mở cho các bạn xem. Đây. Đây là cái phần menu của máy nè các bạn. Thì đó, các bạn muốn chỉnh cái gì đó thì các bạn đi vào trong đây chỉnh. Đó, mình thì mình ít khi chỉnh lắm, mình chỉ sử dụng trên cái thân máy và nó mặc định sẵn thôi. Cái này là chụp 360 độ nè các bạn. Khi các bạn chụp, các bạn rê một vòng á, là họ chụp một ghép thành một tấm hình nó rất là đẹp. Và trong đây có những cái chỉ số nè các bạn, mà mình cũng chưa có từng đọc nữa, mình cũng chưa có đọc qua nữa, thì mình thấy cái nào ok thì mình sử dụng thôi. Thường đây đó, có rất là nhiều và họ đã chỉnh sẵn cho mình hết rồi, thì mình cứ để cái chế độ này nè, mình sử dụng thôi các bạn. Và ở trong đây nó có hàng giờ nữa mọi người. Đây, trong đây nó có hàng giờ để cho các bạn sử dụng nữa nè. Đây là hàng giờ nè mọi người. Nếu như mà mình muốn chụp hình gia đình rồi đó, thì mình lấy cái hàng giờ mà mình xài. Các bạn xem nè, trên đây là cái phần ví dụ mình sử dụng cái phần máy đi ha. Các bạn bấm vào đây. Đó là các bạn có thể delete. Ok. Đó là không cần phải sử dụng những cái nút ở trên này các bạn. Rồi cái gì đó ta? Thì mình chỉ biết sơ sơ về cái máy này của mình thôi. Nè, cái nút ở trên này các bạn, cái nút này thay thế cho cái việc chuyển hình qua nè các bạn. Thấy không? Đó. Các bạn có thể thay đổi hình nè. Thay vì mỗi khi mình sử dụng nút này thì nó cũng ok luôn. Đây, ve lại. Mọi người thấy không? Đó. Rồi để mình xem coi, mình nhớ coi mình biết cái gì nữa thì mình giới thiệu về cái máy của mình ha. Thì bên đây là cái nơi để sạc, cắm sạc và USB nè các bạn. Mình có thể lấy dữ liệu từ bên cái góc bên đây là sạc pin. Đây là cái lỗ sạc của nó các bạn. Nó khi mà cái cọng dây sạc này á, nó bị hư các bạn, thì mình sử dụng cái cọng dây sạc của Samsung vẫn ok luôn các bạn. Mình gắm vô mình xài vẫn rất là good. Và cái dây này á, thì mình chưa có biết cái cách là copy từ cái máy qua dữ liệu từ cái máy qua bên cái laptop. Mình thường là mình chỉ lấy là trong cái thẻ nhớ mình rút ra thôi. Nhưng mà hiện tại bây giờ là mình không có cái đầu đọc thẻ để đưa vào cái laptop và chép cái file dữ liệu qua bên cái máy được. Thì bây giờ cho nên lý do như vậy mà mình không có sử dụng cái máy này được là cái dây kết nối từ cái máy qua bên cái laptop mình không có, mình đã làm mất rồi. Thứ hai là cái thẻ nhớ của mình á, khi mình rút ra thì mình không có cái đầu đọc thẻ để mà ghim vào laptop và copy qua. Và cái điều quan trọng hơn nữa đó là cái
laptop của mình nó cái dung lượng của nó và cái tốc độ chạy của nó rất là chậm, cho nên mình không thể nào mà chỉnh sửa video trên cái laptop của mình được. Thì mình chờ một ngày nào đó mình lãnh tiền YouTube hơi nhiều, hơi khá khá một chút xíu, thì mình sẽ lấy cái số tiền đó mà mình đầu tư, mình mua một cái laptop riêng để có thể là làm cái công việc là chỉnh sửa video và những cái công việc đó thì mới sử dụng tới cái máy này. Thì khi qua đi chơi mấy ngày bữa trước đi chơi thì mình mới phát hiện ra là mình thấy người ta quay vlog thì cái màn hình của người ta khi người ta cầm máy như thế này các bạn, khi người ta cầm máy như thế này đó, ví dụ như cầm máy như vậy đi ha, okay. Thì người ta có cái màn hình, người ta có màn hình một là ở trên đây, hai là bên đây, thì mình mới nói ủa tại sao máy mình lại không có cái màn hình ta, mà cái màn hình của mình nó đứng chân ngay đây rồi làm sao mình dở ra ca. Thì lúc đó mình mới khám phá ra, mình mới ngồi mình nhìn mình thấy hai, có hai cái cục ở trên đây các bạn, mình thấy hai cái cục ở trên đây nè, rồi cái mình nói là có khi nào mình bấm hai cục này nó bật lên không, cái xong cái mình bấm hoài mà nó không lên các bạn, tới khi mình bấm cái nó tuột xuống vậy nè các bạn thấy không, là mình vịn vô hai cái lỗ này nè, cái mình bấm cái xong cái tuột xuống, cái mình á à, thì ra là cái máy của mình nó dở lên được, nó dở cái phần camera, cái màn hình lên được. Để mình xin phép mình rút cái này ra đi ha. Thì cái màn hình này của mình nó xoay được các bạn. Đây. Trời ơi, các bạn thấy mình hay lúa không? Có máy luôn mà mình không có biết cách sử dụng luôn các bạn. Đây. Đó, các bạn thấy không? Thì bây giờ mình mới phát hiện ra thêm được một điều nữa là cái này nó xoay được, và chồng mình nói là em nói sao vậy? Cái máy anh mua cho em là nó xoay được mà. Cái mình nói ủa gì hả? Em đâu biết đâu. À vậy để em tìm hiểu tiếp. Ông nói tại sao anh đưa cho em cái cuốn hướng dẫn mà em không đọc, nó nói dạ anh ơi à, anh đưa cho em cái cuốn đó nó biết em chứ em không biết nó toàn là tiếng Anh không mà, cho nên mình không có đọc được, và mình có đọc mình cũng không có hiểu là nó đang nói cái gì. Thì khi mà ông xã mình mua cái máy này cho mình á là nó kèm với một cái ống kính nữa các bạn, thì với cái ống kính này là cái ống kính khẩu độ nhỏ ngắn, hình như mình nhớ là 0,5 hay sao á, à, cái khẩu độ này nó hơi nhỏ để cho chụp hình chân dung. Đây các bạn, mình sẽ gỡ ra cho các bạn xem. Rồi đây à, khoan chờ mọi mình chút xíu. Để mình gắn vô để nó chạy cái màn hình. Đây là cái ống kính nó tặng kèm các bạn. Đó. Đó các bạn. Đây là cái ống kính tặng kèm, và mình nhớ là cái mình à, không phải khẩu độ, mình nói lộn rồi, cái này không phải khẩu độ mà kêu bằng cái xa đó, cái gì đó quên mất tiêu rồi, bữa đó học mà giờ quên mẹ nó hết rồi, trả thầy trả cô hết rồi. Rồi bây giờ mình sẽ gắn thử cái phần ống ống kính vào nha các bạn. Xin lỗi để em quay lại em mới nhìn thấy. Ok, đây. Đây là khi mà mình gắn cái thân máy và thân máy với cái ống kính vào thì nó sẽ như thế này. Mình sẽ gỡ cái này ra. Thì với cái phần che này á thì cái nếu như các bạn mua riêng á nó cũng hết mấy chục đô rồi đó, mình cũng không nhớ nữa, mình nhớ là mấy chục đô đó. Và cái này nó tặng kèm luôn. Nếu như các bạn không sử dụng thì các bạn có thể lấy ra. Đó, các bạn thấy không? Cái ống kính này bữa đó mình nhớ là cái độ xa của nó là đây, nó có cái chỉ số trên đây các bạn. Từ 55 cho đến 210. Từ 55 cho đến 210. Thì mình nhớ là cái này ở trong đó nó ghi là cái khoảng xa đó là 18 mét hay sao đó, mình nhớ là như vậy. Thì hình như cái số này là số fix á. Tại đợt đó mình nhớ là cái này á, bữa đó ai mà có gành tiếng Anh á, họ đọc họ nói với mình đó là cái ống kính này á, là tầm xa của nó là 18 mét. Thì khi mà các bạn chỉnh gì là trên thân máy này là có hết rồi các bạn. Đó trên đây cái này là lấy nét ha, và cái này là room room xa và room rừng. Thì đó, thì cho các bạn xem sơ là mình có một cái máy như thế này mà mình mua cách đây 4 năm rồi các bạn. Mình mua cách đây 4 năm mà mình không có sử dụng đến nó.
mình không có sử dụng đến nó luôn mọi người. Cho đến bây giờ mình làm vlog thì mình nhiều chuyện nữa, mình định mua cái máy khác, nhưng mà mình thấy có rất là nhiều người họ làm vlog bằng cái máy này, thì mình nghĩ là ủa tại sao mình có là mà mình lại không xài. Thôi bây giờ mình sẽ đem ra mình thử nghiệm và mình thử xem như thế nào để mình xài coi ra sao, rồi bắt đầu mình mua thêm. Các bạn biết cái máy này lúc đầu ông xã mình mua cho mình á, đây nó có cái phần để giữ cho cái ống kính phía sau nó không có bị hư nữa các bạn, không bị chày, tại vì nếu chỗ này mà nó bị chày thì cũng như thua luôn đó. Dặn lại các bạn thấy không, nó như thế này đây. Thì cái này mình sợ nó lạc thì mình sẽ để vô đây nó gọn lại đó các bạn ha. Cái máy này đợt đó ông xã mình mua là chưa giảm giá là đã 1.500, 1.500 mấy chục đó, 1.500 mấy chục rồi. Nhưng mà khi mà giảm giá rồi á, thì ông xã mình mua cho mình đó là đợt đó là 600 mấy 700 gì đó, là đã giảm giá rồi đó, là ông mua cho mình là đã 600 mấy 700. Và trong cái đợt đó giảm giá với số lượng có hạn nữa các bạn, khi mà mình đi vô trong cái chỗ đó mình đứng mình xếp hàng các bạn, mình đứng mình xếp hàng mình mua và nó chỉ bán với cái số lượng thôi chứ nó không có bán nhiều, cho nên đợt đó mình mua được cái máy này giá là 600 hay 800 gì đó mình không nhớ nữa, hồi nãy quên hỏi ông xã lại. Này đó là ngày hôm nay là muốn đem cái máy ra để khoe với tất cả mọi người. Thì bây giờ mình có đầy đủ hết rồi, chân máy có mình để đằng kia rồi á, bây giờ thân máy cũng có luôn rồi rồi á hả. Đèn LED thì chưa, đèn LED thì mình chưa có mua, nhưng mà mình nghĩ cái đó cũng chưa quan trọng cho nên không cần phải mua, từ từ. Và bữa mình có mua thêm những cái thẻ nhớ để hỗ trợ cho cái máy, nếu như các bạn đi quay quay video mà nhiều á, thì mình đã mua thêm cho mình mấy cái thẻ nhớ, nhưng mà pin thì mình vẫn chưa có mua, thì để ngày hôm nào mình sẽ đi mua, mình đầu tư thêm một cục pin nữa để hỗ trợ mỗi lần nếu như hết pin thì mình có mình xài liền. Thì cái phần thân máy nó có cái phần sạc nữa các bạn, và cục sạc này nó rời như thế này cho nên nó rất là dễ hư các bạn. Và cái cục sạc này bây giờ nó đã hư rồi, lúc mình mới mua về mình sạc được lần hai lần là mình đã thấy là cái giống như hai cái này nó cứ sụt sịch á, cho nên khi mình sạc nó không có vô. Và bây giờ mình sạc cái máy này bằng điện thoại các bạn, bằng cục sạc điện thoại rồi. Sau khi cho các bạn xem cái máy của mình thì các bạn thấy như thế nào? Theo mình thấy thì có rất là nhiều người đầu tư mua máy, họ họ cũng không có khả năng mà có thể mua được những cái máy như thế này, có thể là mua những cái máy hơi rẻ tiền hơn một chút xíu, nhưng mà bây giờ mình lại có được cái máy như như vậy mà mình lại không xài, đúng là quá phí đúng không mọi người? Thì hả, nếu như anh chị nào đó gành về máy móc thì có thể comment phía bên dưới chỉ em thêm để em có thể là khai thác hết cái công dụng của cái máy này nha mọi người. Và thật sự ra chứ em mua cái máy này về chứ em chưa có vợt nó hết nữa và chưa có sử dụng hết cái công suất của nó nữa. Vì lúc đầu á, là em rất thích chụp hình và em có đi theo em học một cái khóa chụp hình cơ bản, nhưng mà bữa đó học có một năm, khóa chụp hình cơ bản là mình học một năm, mà mình học mới có một tháng mấy à, là mình đi qua bên Mỹ này rồi, cho nên hả là mình bỏ, mình không có học nữa. Đó là lý do tại sao là mình không có biết công dụng để mình khai thác hết cái phần thân máy này. Và có lẽ là mình sẽ kết thúc video tại đây, và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình. Mong là các bạn xem video này có một thích, và nếu như ai mà yêu thích cái máy móc như thế này thì chúng ta có thể nói chuyện với nhau bằng cách là liên hệ với em qua Facebook, và có thể là chỉ bảo em thêm những anh chị nào đó mà học bên Photoshop và gành về những cái máy như thế này thì có thể chỉ em thêm, và những anh chị nào đó sử dụng làm vlog và đã thành công hoặc là sử dụng những cái máy này nó rành rồi á, thì em mong là nhận được sự giúp đỡ của các anh chị nha. Thì video cũng khá là dài, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của em ngày hôm nay. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại vào những video sau. Nhớ đừng quên like, subscribe, ủng hộ kênh cho em nhé. Bye bye.